Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch tổ chức họp báo năm 2024. Họp báo định kỳ được tổ chức sau phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tháng đó. Thời gian tối đa của mỗi lần họp báo là một buổi. Họp báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức trong các trường hợp. Họp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh được tổ chức một tháng một lần. Hợp báo định kỳ thông tin tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh kết hợp với hội nghị giao ban báo chí tổ chức định kỳ 6 tháng. Theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nhà báo tỉnh, Hợp báo độc xuất chuyên đề về sự kiện quan trọng hoặc thông tin tuyên truyền đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn tỉnh, theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trường hợp không thể tổ chức họp báo được trong tháng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cung cấp thông tin cho báo chí trên cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ www.binhduong.gov.vn.